dấu việc một người Việt là chúng ta tiếp tục có thể là bước lên những cái sân khấu ở cái cấp độ chuyên nghiệp nhất bằng việc thu đĩa. Qua đó thì chúng ta có thể là tiếp cận được với thế giới bằng những cái sản phẩm của mình. Bởi vì trong suốt quá trình học tập và làm việc thì với cái tính cách của mình thì tôi luôn luôn tìm những cái thứ gọi là âm nhạc và của những cái nhạc sĩ bị lãng quên. Thì sau khi kết thúc cái quá trình học này thì tự nhiên tôi mới tự hỏi là liệu rằng là bản thân mình còn thiếu sót gì không. Thì Đức Anh cũng nghĩ là mình muốn quay trở lại một cái chính quy một chút, thì Beethoven là một người đơn giản là không thể bỏ qua. Nói đến nhạc sĩ Beethoven thì chúng ta nhớ đến một cái nhân vật rất là nổi tiếng và rất là cá tính. Ông đã để lại cho nhân loại một cái kho tàng âm nhạc với những tác phẩm bất hủ, đặc biệt là các bản giao hưởng và 32 sonat cho piano. Tri ân ông, bởi vì không chỉ là một nhạc sĩ đóng góp nhiều về những cái tác phẩm cho piano mà ông còn góp phần cấu trúc nên cái piano hiện đại ngày nay, bởi vì là ông luôn luôn là muốn vươn lên thoát khỏi những cái hạn chế của cái piano thời đó. Ông đã rất thành công trong việc làm cho cây piano trở nên như là một cái dàn nhạc giao hưởng thu nhỏ với âm lượng đồ sộ, tiết tấu nhiều tầng, màu sắc phong phú và cường độ rất tinh tế. Tại sao Đức Anh làm buổi ra mắt mà lại với hình dạng với một cái buổi biểu diễn hòa nhạc như thế này? Cũng là Đức Anh cũng muốn gửi chia sẻ một cái thông điệp lớn hơn. Đấy là bất kể là những cái bản thu âm nó có giá trị và chất lượng cao đến đâu thì những cái giá trị mà những cái buổi biểu diễn trực tiếp đem lại cho quý vị cũng không thể thay thế được.